Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Hà IT Komoto Vlog. Hôm nay mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn cho anh em, những anh em về cách là tạo một cái địa chỉ IP của cái đặt cái địa chỉ IP trên cái cạc mạng của cái máy tính của mình, hoặc là địa chỉ IP cạc mạng của máy tính doanh nghiệp, của công ty nào đó, một xí nghiệp nào đó. Trước hết thì mình sẽ hướng dẫn cho những control panel. Rồi di chuyển xuống tìm cái mục là đây, network and NCN center. Rồi mình chọn vô cái mục server adapter setting. Rồi ở đây nó sẽ hiện là ba mục cạc mạng, thì ở đây trong ba mục cạc mạng này thì mình đặt cái địa chỉ IP của cạc mạng nào thì mình sẽ kích vào cái IP của mình, kích vào cạc mạng đó để mình đặt cái thứ nhất. Rồi mình đáp cái thứ hai, thì mình nếu mà những anh em nào mà ở trên máy tính quen rồi thì mình sẽ vô làm cách thứ hai cho nhanh hơn. Rồi ở đây mình dồn thấy cái cạc mạng này, cái đèn nó sáng này, thì ở đây ở dưới thanh tab 3 này là nó gần cái chỗ là ngay giờ đó, là các cái biểu tượng cạc mạng mình kích chuột phải vào, chọn open network access. Rồi mình chọn cái mục chain setting. Rồi ở đây nó vẫn hiện lên ba cạc mạng lúc ban đầu của cách một. Bây giờ mình muốn đặt IP cho cạc mạng nào thì mình kích vào cạc mạng đó, đúng không? Đôi khi trong một máy tính người ta gắn bao hai ba cạc mạng, người ta xài rất là nhiều, nhiều cái chúng. Rồi bây giờ mình đặt cạc mạng này. Rồi ở đây là mình kích đôi vào. Rồi, nó chỉ hiện cái biểu tượng là Ethernet startup, là cái là mạng đang startup. Rồi ở đây là nó hiện lên cái mục là active, là cái mục là send, là cái truyền, là reply, là nhận, cái thông số của truyền và nhận của cái cạc mạng này. Rồi là mình sẽ kích vào cái mục property, kích vào cái mục property đây bên trái, bên góc trái này. Property. Rồi nó sẽ hiện lên một cái bảng này nữa. Cái bảng này là ở đây cái mục network và CIN. Network và CIN thì ở đây mình đặt là mình chọn vào mục networking. Rồi là cái mục cạc mạng này ha. Rồi mình di chuyển xuống tìm đến mục là internet protocol version 4. Rồi TCP và IP 4. Rồi nhấp đôi vào đây. Rồi nó sẽ hiện lên một cái bảng nữa là Renero và Athen config là cấu hình, và Renero là tổng quát. Rồi bây giờ là mình muốn đặt IP của nó, là mình sẽ chọn vô cái mục là ở đây là nó hiện mặc định sẵn là ubican. Thì tùy theo mỗi người, có nghĩa là có người để IP đậm cũng được, IP tĩnh, nhưng mà đa số là mình đặt IP tĩnh cho đến mạng nó khói xung đột, nó chạy ổn định. Rồi ở đây là mình sẽ đặt IP tĩnh, là mình chọn vô cái mục là IP động thì mình kích vào cái mục trên ha. Đó, IP tĩnh là mình chọn vào cái mục thứ hai, user growing IP. Rồi chọn vô đây. Rồi chọn vào đây. Rồi ở đây là ở dưới này IP address là địa chỉ IP. Rồi cái dòng thứ hai là subnet là mặc định của nhà cung cấp. Mặc định là mặc định. Rồi cái default gateway là địa chỉ IP mặc định của nhà cung cấp dịch vụ. Giả sử là người ta cung cấp cho mình là cái địa chỉ IP của modem là 192.168.0.1 hoặc là 192.168.1.1 thì cái IP đó nó sẽ nằm ngay đây. 19 mình nhập bị nhầm số ha. 192.168.1 1 đó, đây là IP của nhà mạng cung cấp cái modem cho mình, là cái IP này là phải mặc định là luôn luôn có cái thông số mã số của IP này, cái lớp mạng nó thế. Rồi mình chỉ di chuyển lên cái địa chỉ IP ở trên này. Cái này là cũng rất quan trọng, IP này là mình đặt theo thứ tự của PC. Giả sử cái PC mình ở nhà mình sử dụng là 4 PC thì mình sẽ đặt thứ tự PC là từ, nếu làm sao nó đứng trùng cái đừng trùng giữa cái IP là default gateway của nhà cung cấp của modem, như là 192.168.1.1 thì ở đây là mình chỉ đặt là 192.168.1 chẳng hạn luôn, 10.2 cho đi, là nó đứng trùng theo thứ tự là
1 rồi tới 2 cái đi. Thì mình đặt ở đây là 10 đi. 10 để nó phong cách nó xe đi. Rồi 10. Rồi tiếp tục. Đó là cái hàng thứ hai. Cái hàng thứ hai đây là khi mình kích vào xuống đây á, thì cái sắp nét mắt này nó sẽ tự động nó sẽ nhận, có nghĩa là nó để nó sắp nét là nó siêu mình đặt IP đó tự động nó nhận cấp thì nó sẽ mặc định của nó là 255 cái lớp mạng đó, lớp là 255.255.255.0 đó đó. Bây giờ cái địa chỉ cái giải này, giải IP này nó quan trọng, IP của máy tính, IP của số thứ tự của máy tính và IP mặc định của nhà cung cấp của modem sắp nét để quay là mặc định ha. Rồi cái mục chuyển xuống mục thường cuối cùng là user overwriting DNS, DNS server là DNS của nhà cung cấp này, địa chỉ DNS của nhà cung cấp dịch vụ, DNS server của nó. Ở đây thì mình có thể là mình đặt theo thứ tự của DNS của nhà cung cấp cũng được. Còn không là mình sẽ đặt theo cái số thông số của mình tự đặt theo nhà theo quá trình theo cái giải mã IP này. Còn không là mình cứ vẫn đặt là theo thứ tự của nhà cung cấp theo cái modem đó. Rồi, 8 đi ha. 8 ha. 8 chẳng hạn đúng không? Rồi 8. Rồi. Tiếp tục ở đây là mình đặt 8. 8. 4. 1. Đó. Rồi, ở đây là DNS server. Rồi DNS server. Rồi ở dưới này cũng gọi DNS server. Cái hai cái mã này nó sẽ khác nhau theo thứ tự của nhà cung cấp. Cái mã này cũng là cái mã của nhà cung cấp nha quý vị, các mọi người là để ý là cái mã này là cái mã cung cấp. Mình khi mình xem các nhà mạng nào nó luôn luôn là có cái DNS server này hết. Còn mấy cái này là mình phải tự nghiên cứu, là mình phải đặt theo IP của cái quá trình lớp mạng rồi bắt đầu mình sẽ phân biệt ra theo thứ tự của vị mạng ha. Rồi xong rồi mình sẽ chọn cái ok ha. Rồi chọn ok. Đó, ok. Rồi. Đó, chọn ô. Ok. Rồi. Ok. Rồi, tắt ha. Rồi ở đây là sau khi mình đặt xong rồi, IP xong rồi á thì cặp mạng nó vẫn sáng. Đó, đúng không? Đó, cặp mạng nó vẫn còn nét. Đó, có nghĩa là IP của nó vẫn ok. Ở đây là mình sẽ kiểm tra thông số IP của Quỳnh vừa đặt thứ rồi nó có mình config coi thử nó đúng không. Rồi mình nhắn cái biểu tượng là Windows error trên bàn phím. Rồi mình gõ cái lệnh CMD. CMD. Rồi, ở đây nha, mình sẽ phóng lớn lên ha. Rồi, mình gõ cái địa chỉ để mình tìm cái IP của nó như thế nào. Đó, mình tìm IP của cái máy tính mình đang đặt như thế nào. Rồi, mình gõ IP at config fit share để mình coi cái thông số mình vừa đặt cho nó đúng không. Rồi cái này mình nhập lại này, IP config fit rồi nè, IP fit. Đó, mình gõ chữ IP config không có cách ra nha. Rồi ở đây là mình sẽ sau khi mình kiểm tra cái cặp mạng này mình sẽ gõ IP cắt ra thì nó sai, nó không có hiện lên cái mã thông số của mình vừa đặt. Bây giờ mình gõ IP config là cái lệnh là xem cái IP cấu hình IP. Rồi ở đây là nó sẽ hiện lên cái địa chỉ IP mình vừa đặt nè. Các bạn thấy không, IP này rồi là subnet mask 25555 và cái địa chỉ gateway mặc định nhà cung cấp 11 và y chang luôn. Rồi giống đó là cái địa chỉ, giả sử các bạn xem thông số của cái máy tính là mình phải gọi IP config như thế này. Rồi đó là mình cái video này mình đã hướng dẫn xong cái mục đặt IP tỉnh cho từng máy tính, giả sử những cái máy tính PC1, PC2, PC3. Rồi bây giờ ở đây mình hướng dẫn cái PC1 chẳng hạn, là những PC2, PC3 mình cứ đặt tương tự như thế. Giả sử là ở đây là mình đặt là 10, rồi những PC kia mình đặt 11, rồi PC2 mình đặt 13, 14, 15, 16. Đó, theo thứ tự như thế là tới 15 cái máy tính thì mình đặt theo thứ tự tăng dần. Miễn làm sao nó đứng trong cái IP của cái nhà mạng này, IP gateway là được. Rồi. Ok, video đến đây xin kết thúc. Là anh em xem cái video này thấy hữu ích hay hãy like và chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ cho
Mr. Hà IT Vlog để mình có cái động lực về những cái video hay hơn, bổ ích hơn cho mọi người cùng xem. Xin chào tất cả anh em.